Bây giờ kết thúc cái kiến thức cơ bản, bây giờ là quan trọng nhất đấy là hiện nay là cái vấn đề là kích bông làm trái. Thì hiện nay trên thị trường anh cứ ra ngoài thuốc và cứ mua một cái sản phẩm kích hoa, em nói những công thức khác nhau, ví dụ như là MKB 052 và 34%, ví dụ như là Calibor là 57549, ví dụ như là sản phẩm 10-60-10 cũng là kích bông, với hai nữa là siêu đoan 86. Thế để đặc trưng của những cái sản phẩm này đều ghi trên bao bì là siêu ra hoa, siêu cho tạo đồng hoa. Thì trên phương diện là cái phân bón, anh có phân tích gì cụ thể hơn cho bà con hiểu về cái bản chất của những cái loại sản phẩm này? Thưa anh Thuận, thưa bà con, là đặc trưng của cái việc tại sao cây trồng nó lại ra hoa, ra hoa thì là gì? Duy trì nòi giống thôi. Thì khi mà có một cái biến đổi gì đấy ở cái điều kiện về thời tiết, về đất, ví dụ như là bị nước nó thiếu đấy, hoặc là chúng ta hay gọi là chiết nước để tạo phân hóa màu hóa, có nghĩa là cái cây nó nhận thấy một cái gì dấu hiệu nguy hiểm là lập tức nó phải phân hóa màu hóa và nó để tạo ra hạt để nó sinh sản tiếp theo. Nó khác hoàn toàn với những cái cây hoa mình chơi. Đấy là hoa mình chơi thì có lại cái quy trình nào hoàn toàn khác. Thế thì đầu tiên chúng ta phải để tạo cho cây nhận biết được cái yếu tố là nó bắt buộc phải sinh đẻ là bằng cách là ví dụ thiếu nước đấy. Thế thì cái yếu tố về lân, như Thanh nói nãy, lân là kích thích bộ rễ và kích thích quá trình phân hóa mầm hoa. Vì vậy chúng ta có thể bổ sung bất kỳ một cái loại nào đó có hàm lượng lân cao, đủ lân để cây phân hóa mà. Ví dụ chúng ta có thể bón lân không chảy đấy, ví dụ chúng ta có thể phun MKB, hoặc là chúng ta có thể bổ sung các hàm lượng lân cao, ví dụ như 10-50-10, 10-60-10, hoặc là chúng ta có thể sử dụng siêu lân 56, miễn làm sao đảm bảo cái đàn xiết nước và đảm bảo cung cấp đủ cái lân cho cây và nó mầm hoa. Và có những cái trường hợp cây nó sung quá, chúng ta sử dụng thêm một số cái chất ức chế, kiểu ví dụ như Paclofluzazone hoặc là Uniconazole hoặc là Memiquat, thì làm sao để cây nó nhận thấy được cái yếu tố nguy hiểm về nòi giống ấy, thì nó bắt buộc nó phải giao hoa, nó phải đậu quả đấy, giao hoa. Tại sao em hỏi câu hỏi vừa rồi? Vâng. Hiện nay cái vấn đề mà làm sầu riêng, vâng, anh đi từ Tây Nguyên xuống miền Tây, vâng, thì gặp những anh em nào mà chuyên làm sầu riêng, vâng, đều hiểu ra rằng là cứ đầu tiên, vâng, muốn gọi là phát cái tín hiệu, vâng, phát tín hiệu đầu tiên, vâng, để cho cây mình sinh trưởng, vâng, và chuyển sang trạng thái gọi là chuyển trạng thái để qua, vâng, sinh sản. Vâng. Thế thì cái việc đầu tiên là bà con mình làm cho nó đúng. nó đứng đọng đứng cây, tức là không phát triển về mặt lá với lại cỏ nữa. Đấy, thế thì thường bà con mình dùng những phân bón hàm lượng cao, kali cao. Đấy thì qua cái câu chuyện, qua cái lời giải thích của anh thì em hiểu rằng á, lân có đóng vai trò là tạo mầm hoa, còn kali là làm cho lá với lại là cây nó chuyển thành cây già, không phát triển để lại nó nữa. Thì cái kali nó là dạng là dạng là nói sao nhỉ, tức là nó dưới ở cái hoạt chất như anh nói, ví dụ như là bắc lo ví dụ như là mini quét, ví dụ là clo hoặc là cucaclozone đấy, thì nó là cái thấp nhất để bà con mình sử dụng. Vâng. Còn cái vấn đề không chế sinh trưởng với cái thức tăng trưởng thì em sẽ hỏi anh lần sau, vâng, đúng không ạ? Vâng. Thế thì có một câu hỏi nữa mà anh em kỹ thuật sầu riêng hay đi làm. Vâng. Tức là với sự phát triển của công nghệ hiện nay, vâng, những cái hoạt chất vừa rồi anh em mình chia sẻ, vâng, thì có nhiều người nói là không cần phải bỏ lân dưới gốc. Vâng. Theo anh, quá trình tạo mầm bông, không những cây sầu riêng, cái bưởi, cái gì đó, cái công nghiệp, thì anh có lời khuyên nào cho bà con mình nhé, là cứ việc bón lần dưới gốc nữa. Nhưng mà có phun lên lá không? Có chứ, chắc chắn phải xử lý chứ. Có nghĩa là cây trồng hấp thụ yếu tố dinh dưỡng bằng cả gốc và cả lá. Thế thì theo tôi, nếu mà có điều kiện mình bón vào gốc cũng tốt thôi, có sao đâu. Đấy, không phải là không bỏ, tại vì mình đã phun lên lá rồi, cái hấp thụ được mà, cái hấp thụ qua lá nó gấp hiệu quả gấp rất nhiều lần về gốc, nhưng mà nó không bền vững, nó chỉ trong giai đoạn nhất thời thôi. Còn nếu mà tốt nhất là mình vừa phun lá vừa bổ sung gốc, tại vì nó cần suốt cả quá trình trong này cái hấp thụ nữa. Những ý em hỏi là nếu mà phun qua lá rồi thì có nhất thiết là phải bỏ đi gốc không? Thì như tôi nói đấy, là cây hấp thụ qua đường gốc được, đường lá được, thì lá rồi thì có thể bỏ gốc không sao. Tuy nhiên theo lời khuyên của tôi là vẫn thêm vào gốc thì càng tốt, nếu có điều kiện, nếu và nên sử dụng lân nông giải.
nếu, nếu đây đây em hỏi này, nếu vâng. nếu có điều kiện nếu có điều kiện bỏ dưới gốc vâng. thì anh khuyên bà con mình bỏ loại lân nào? Thứ nhất là lân năm thao này, dạ. lân văn điển này, lân nung chảy này, và có khả năng lân nung văn điển vẫn là lân nung chảy. Lân nung chảy đúng rồi. Này thì anh khuyên bà con mình tại vì ở Đắk Lắk mình đây, ở Tây Nguyên đây. Lân thì có nhiều loại lân, ví dụ như trong cái đề bì cũng có lân có đạn cũng được, tuy nhiên là lân súc bè cũng được, lân nung chảy được, nhưng mà theo lời khuyên của theo ý kiến riêng của tôi, mình sử dụng lân nung chảy tại vì sao? Tại vì trong lân nung chảy nó có cái yếu tố magie. Magie là một trong cái thành phần của cái quặng xếp bên đá xà vân này, nó nung cái lân ấy ra. Tuy nhiên cái yếu tố này yếu tố gì cũng trung lượng, ngoài ra nó có thêm yếu tố vi lượng, và một cái đặc điểm nữa đấy là rất phù hợp cho đất chua, có thể cả đất lần nung chảy. Và có một cái câu hỏi nữa, tức là theo như bà con được biết lân không tan nữa. Thế thì anh có lời khuyên nào là đối với bà con là bỏ lân trước khoảng thời gian, bỏ lân trước và sau, trước hoặc là hay là sau mình kích bông mình kích bông trên lá? Đối với phun lên lá thì mình nó có hiệu quả ngay lập tức, nhưng mà khi mà bón ngoài gốc ấy, thì chúng ta nên bón để đủ cái thời gian phân gọi là bón một lần, chúng ta nên bón từ 20 ngày đến 1 tháng trước, 20 ngày 1 tháng nếu mà phân bón gốc. Đấy, đối với lân nung chảy, tại vì cái lân nó không tan trong nước, tuy nhiên nó tan trong cái axit nhẹ do rễ cây tiết ra, hoặc là trong cái môi trường mà mưa có cái nồng độ hàm lượng axit một chút, pH nó thấp một chút để có thể tan được. Đấy, chúng ta nên bón khoảng trước 20 đến 1 tháng. 20 ngày đến tháng. Và có một cái câu hỏi hiện nay rất là cấp bách trên cái tình hình thực tế của Tây Nguyên. Tây Nguyên thôi nha, em không nói về. Em không nói về cái vùng khác. Hiện nay thời tiết rất nắng nóng. Có những lúc như ngày hôm kia anh em mình đi Kon Tum, nó nóng lên tới 38-39 độ ở ngoài trời. Thì đối với lại cái sầu riêng đang ra thời điểm mà đang ra hoa, thì nó đang có hiện tượng nở hoa rất nhiều. Theo em được tìm hiểu trên group anh em hội sự việc tháo hoa rất là nhiều, đốt hoa nhé. Đấy. Thì cái hiện tượng đấy là nghi là bị sốc nhiệt hoặc là sốc nước. Sốc nhiệt ở đây là trời nóng quá, và sốc nước thì bà con mình tưới nhiều quá. Thế thì về cái trên lĩnh vực gọi là chuyên gia hóa học và phân bón, anh có lời khuyên nào đối với bà con mình trong cái giai đoạn này sử dụng những loại phân nào để hạn chế ra bông, hạn chế đốt bông nhất? Thưa anh, là cái đấy cũng là cây nó chống chọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt thôi. Tuy nhiên là mình có thể sử dụng các cái chế phẩm để mình giúp tăng cường cái sức đề kháng của cây. Đấy, mình có thể sử dụng rát sinolit để phun lên. Rát với lại chia. Rát và chia cho nôn. Đấy, còn nếu mà đang có trình giao hàng thì có thể phun thêm cái chế phẩm mà tăng cường cái khả năng điều hòa và chống phân tầng rời như 4CBA, 4CBA-NA. Đấy. Thì mình có sử dụng các cái chế phẩm đấy để làm tăng cái khả năng sức khỏe của cây. Và thêm nữa thì mình có lời khuyên là nên cung cấp đủ vi lượng bằng cách là chúng ta sử dụng các cái gói combi combi 02, combi của Trà Lát có bán đấy, để khi những yếu tố vi lượng đấy giúp cây chống chọi tốt hơn với các cái điều kiện thời tiết bất thuận. Bà con mình có thể là truy cập vào cái website của Trà Lát Việt Nam đang hiện trên màn hình đây, và tìm những cái hoạt chất đó, hoặc là những cái công cụ sản phẩm đấy và tham khảo thêm đó. Thì em sẽ ghim vào cái website của đơn vị mình trên màn hình để bà con mình tham khảo. Còn có một câu hỏi nữa về liên quan đến chăm sóc bông. Thế thì chào cho em xin đó. Thế thì hiện nay trong cái gói vi lượng như vậy, nó có hai hoạt chất mà ba hoạt chất cần quan tâm. Thứ nhất là sulubo, thứ hai nữa là magie, thứ ba nữa là kẽm. Thì đối với bà con nông dân hiện nay là trên thị trường là nó có một cái cơ chế, hoặc là có mặc nhiên là cây ra hoa với lại là trái thì xịt là canxibo. Thế thì cho em hỏi anh là cái sulubo ở đơn vị mình phân phối đó, là sao sulubo của Ấn Độ và sulubo của Mỹ. Thế thì cái sulubo đấy kết hợp với canxi chà lát, thế thì nó có phải là cái canxi bo mà hay cung cấp mà thị trường không? Trên thị trường nó có hai loại, có phân bón gốc, có phân bón lá, rồi có canxi bo. Em đang đề cập ở đây là phân bón lá, canxi. Lưu ý là phân biệt ra cái loại có đạm và không có đạm. Đấy, giúp kể là bón gốc. Trong cái loại ra hoa như vậy là mình bón cái loại có đạm canxi bo nitrat.
nhưng em hỏi anh đó là lưu ý thôi. Anh còn em hỏi anh là một cái ví dụ như là như như hôm bữa là bên nhà chú thích là cái giai đoạn mà sầu riêng mà kéo đỏ cùng với bông thì mình có lên là sử dụng cái đấy sử dụng được, sử dụng được tại vì nó giúp cho cả quá trình kéo đỏ nữa là yếu tố đạm. Thế thì cái sản phẩm bên mình là Superbor kết hợp với canxi chelat nó có phải là ra được Superbor là Superbor ấy thì nó là một trong các nguyên liệu cung cấp bo thôi chứ không phải là nó là một. Có nghĩa là ví dụ có thể là acid boric cũng là cũng cung cấp bo này, rồi natri borat ví dụ như hàn the cũng cung cấp bo. Superbor cũng gọi là natri borat nhưng mà loại cao cấp hơn thôi. Thế thì mình có thể kết hợp với canxi chelat để tạo thành canxi bo. Quan trọng nhất là cái trên cái bao bì mà mình mua cái chai canxi bo nó ghi là bao nhiêu canxi, bao nhiêu bo, hàm lượng nó như thế nào thì mình có thể tự mua canxi và bo, mình tính toán hàm lượng, mình phối theo như vậy được. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi thì cái phần hàm lượng với lại là công thức tính thì anh em mình sẽ trao đổi và kết thúc cái buổi ghi hình ngày hôm nay. Vâng. Và thì hiện nay đó là canxi bo với lại là cái vai trò canxi bo với hàm lượng thì ai cũng chỉ cả nhưng mà không ai hiểu về cái tác dụng của nó. Thì nhân qua đây là anh có giải đáp cái ý nghĩa của cái canxi bo này với lại vi lượng đối với lại là cái giai đoạn mà ra hoa và đậu quả không ạ? Cái canxi thì nó giúp cho cái hình thành thành vách tế bào tốt, còn cái bo thì nó giúp cho chống khô cuống trái. Nó hiểu lâu nay là như vậy thôi. Thì nếu mà cái cuống trái của mình nó tốt thì nó sẽ giúp leo quả cũng là chống hạn chế cái hiện tượng khô hay rụng, rất là đơn giản, cái mình hiểu nôm na như vậy thôi. Thế còn cái khuyến cáo thì như tôi nói là cái khuyến cáo theo cái của nhà sản xuất, tại vì tôi không thể chỉ được cái loại nào của trên thị trường. Đúng rồi, anh em mình tránh xung đột với cái sản phẩm khác. Đoàn nói xong là thế thì hiện nay em biết là có rất nhiều sản phẩm người ta ghi rõ luôn bò kẽm với lại là bò mai dê. Thế thì cái mai dê với lại là kẽm thì đóng vai trò gì trong cái việc kẽm thì nó có nhiều tác dụng, trong nó có tác dụng rõ nhất là nó hình thành cái quá trình bật chồi kéo chồi nó kéo cho nó, nếu mà thiếu kẽm là nó chồi nó chồi không ý. Em nói là trong cái đoạn bông bên trái nó có vai trò gì? Kẽm thì nó có nhiều yếu tố lắm, nó có nhiều cái tác dụng đấy, cũng nó có tác dụng là giúp cho cái hệ thống nó ra đấy. Thế còn một yếu tố hỏi là cái gì đấy, manhê đúng không ạ? Đấy là hình thành cái diệp lục. Cái diệp lục tức là cái giống như hồng cầu trong máu mình. Tức là cái sắc màu. Cái sắc màu. Thì nhân tiện đây em cũng chia sẻ với bà con một cái combo sản phẩm mà em đã dùng cái sản phẩm của chelat mình phối trộn cho bà con. Nó có hay có một cái đặc điểm này. Tức là bên anh Thanh ấy có chia sẻ hai công thức. Tức là công vi lượng 1 và công vi lượng 2. Thế để cái ưu điểm của cái sản phẩm này tức là mình thay đổi được cái nồng độ, thay đổi được cái hàm lượng tùy thức của hóa chất là nó theo mình muốn. Em nói ví dụ như thời kỳ mà nó xanh trên trái, làm cho trái sử dụng nó xanh lên thì mình tăng thằng magie lên theo cái ý muốn của mình. Thì dĩ nhiên là có sự nghiên cứu chứ không phải là tăng bừa bãi được. Đối với kẽm cho các bạn thì theo anh ấy là có một số cái câu hỏi đặt ra là cái kẽm mà lúc mà mình trước xài nhị ấy, mình bổ sung nó nhiều thì nó tăng lên cái khả năng thụ phấn cho cây không? Không cần phải đi phấn tay nữa. Đấy. Cái này thì mình không dám khẳng định được yếu tố đây đâu. Các bạn phải mọi người phải test. Phải test đúng không? Phải test, phải có những cái trên thực tế trên cái cây. Vâng. Thế thì có một cái đó. Đó là cái công vi lượng này thì nó cũng chỉ là gói gọn, công vi lượng nó chỉ gói gọn là 7-8 hạt chất đồng sắt, kẽm, mangan rồi superbor với lại là muối thêm hai cái chung lượng đó canxi magie. Canxi magie. Thế thì theo anh thì dùng những cái nguyên liệu nào, ví dụ như bên mình thì chelat rồi, ok rồi, cũng biết là chelat là tinh khiết rồi, là thành phần là cao rồi. Dạng hữu cơ, đúng cơ. Chelat là cái từ khoa học có nghĩa là kèm cặp. Nó tại sao kèm cặp? Nó kèm cặp yếu tố vi lượng, ví dụ cái này là đồng, nó kèm lại thì bình thường nếu mà đồng quá đất, pH đất hoặc là keo đất thì nó giữ lại, nó không cho cây hút. Đấy. Còn cái chelat nó giữ lại vẫn giữ như này, nhưng mà khi mà cây trao đổi chất tiết ra cái thì nó lập tức nó nhả ra. Đấy, gọi là chelat là kèm cặp. Ngoài cái chelat đấy ra thì có khả năng là dùng cái nguyên liệu nào tổng hợp lên cái thằng combi vi lượng này? Thưa bà con là tại sao chelat nếu mà sử dụng bón gốc nhé,
thì một số cái mình có thể bón vô cơ được, không nhất thiết phải dùng che lát, vì tại vì che lát nó đắt, nó đắt hơn tầm độ 10 lần đấy, nhưng mà lượng nó cũng ít. Thế thì có thể là đồng xuân phát này mình thay thế bằng thay thế cho đồng che lát này, rồi mangan xuân phát thay thế cho mangan che lát này đấy, rồi còn ví dụ như là kẽm xuân phát thì cũng thay thế cho kẽm che lát được. Tuy nhiên là đối với sắt thì bắt buộc sử dụng là sắt che lát, tại vì sắt vô cơ là rất dễ bị kết tủa và tạo thành sắt oxit. Cái người đều chế phân, tức là phối trộn phân của em thì em nhìn cái màu em biết là nguyên liệu gì, và thì cái lên màu là mình biết là nguyên liệu gì rồi. Cái liên quan đến kế hoạch cái tiết là cái giữ trái neo trái với lại làm giữ chống đụng trái như đây, thì hôm mình ở đây là nó có một cái chuyên đề clip rồi, thì em sẽ không hỏi anh thêm về vấn đề đó, thì em sẽ có một cái clip đó em bút lên chia sẻ riêng cho bà con, thì anh em mình thống nhất là như vậy. Nhưng có bây giờ là liên quan đến phân bón lá, liên quan đến lá phải dùng những cái yếu tố gọi là kích thích tăng trưởng. Thế thì có một câu hỏi ở đây là như cây công nghiệp thì bà con mình cũng không hỏi nhiều, nhưng đối với cây hoa màu, cây rau màu, cây ngắn ngày thì dùng kích thích tăng trưởng, bà con mình người Việt Nam mình là nó có một công nghiệp, tức là giống như là cái hormone tăng trưởng của Trung Quốc dùng để tác động lên cây để cho làm cho cái tăng sản lượng này nó lớn nhanh gì đó. Thế thì anh là cái người chuyên về cái tăng trưởng này, anh có cung cấp gì thông tin nào để bà con mình hiểu đúng về cái bản chất của cái tăng trưởng hay không ạ? Thưa anh, đơn giản là cái chất kích thích tăng trưởng á, nó có nhiều dạng, ví dụ như là kéo dài tế bào, ví dụ như gờ bạc đấy, rồi là cytokinin đơn nhân số lượng tế bào đấy, rồi NA là nó hình nở bằng đơn nhân số lượng tế bào. Thế nên là mình muốn tăng năng suất thì mình bổ sung mấy cái chất đấy. Tuy nhiên nó có hai lưu ý. Một là nếu mà muốn tăng năng suất thì mình phải ý chất lượng bằng cách nào, bằng cách mình phải bón đầy cỡ thêm lưu lượng rượu. Thế mà nó phòng ra thì mình phải cung cấp dinh dưỡng vào nó để nó bù lấp cái khoảng trống đấy. Thì như vậy là cái rau màu của mình thu hoạch vẫn đảm bảo là năng suất nhưng mà chất lượng vẫn ngon. Cái lưu ý thứ hai đó là cái thời gian cách ly. Có những cái trường hợp là mình mới phun xong ngày hôm nay mà ngày mai mình thu hoạch thì như vậy là hoàn toàn không tốt cho sức khỏe đấy. Thế thì mình có ít nhất 3 đến 5 ngày rồi là mình mới thu hoạch, có thậm chí có những hoạt chất là 7-10 ngày đấy. Hoặc là chúng ta có thể thay thế bằng cái việc là lá chúng ta cũng có thể tưới gốc được đấy, tùy vào cái từng trường. Thế có một câu hỏi nữa đặt ra là hiện nay là ngành công nghiệp Việt Nam này đó là bà con mình đi theo xu hướng của thời đại, tức là chuyển sang vô cơ. Thế thì hiện nay em có một cái sản phẩm phân bón lá là hoàn toàn là sử dụng cái hoạt chất bên công ty Trà Lát của mình, chỉ có những cái đa lượng một số thì em nhập công ty hóa chất miền Nam, nhưng phần lớn là bên lý lượng là một, cái điều hòa tăng trưởng là hai đó. Thứ hai nữa là ví dụ như có thành giải độc cây trồng, ví dụ như vitamin thì em hoàn toàn nhập bên mình. Thế thì bà con mình có làm theo những cái mô hình gọi là hữu cơ để cung cấp. Thì theo anh cũng là người có thể nói thì có sự vào trong cái quy trình sản xuất nông nghiệp sạch được không? Như anh đấy, các chất hóc môn sinh trưởng đó là một tiến bộ của xã hội, tiến bộ khoa học kỹ thuật đấy, không có nó thì không làm sao mà anh có thể trồng những cái cây mà nó đào từ trên rừng về trồng được, làm sao có những cái năng suất như vậy được. Tuy nhiên lưu ý là chúng ta sử dụng đúng nồng độ khuyến cáo nhà sản xuất đấy. Chất điều hòa sinh trưởng là khác với đạm, khi đạm chúng ta bón nhiều quá nó dư lượng nitrat đấy, nhưng mà cái chất kích sinh trưởng này khi mình bón cây một tuần vàng thì nó chuyển từ dạng là hóa học thành dạng nội dạng tồn tại ở trong cây, giúp cho cây phát triển thôi. Thế nó chỉ đảm bảo thời gian cách ly là hoàn toàn phù hợp đấy, nó không ảnh hưởng gì đến cái gọi là cái dư lượng về các cái chất gọi là chất thuốc bảo vệ thực vật. Ví dụ như mình phun thuốc sâu thuốc bệnh đấy thì nó sẽ có dư lượng nó tốt, nhưng mà các chất điều hòa sinh trưởng này về bản thân của cây trồng luôn luôn có, tuy nhiên là cái nồng độ nó chưa đủ để giúp cho cây nó bùng lên đấy, ví dụ như là chưa đủ để cho nó phát triển dễ hoặc là chưa đủ để nó bật chồi đấy. Thế thì bây giờ mình nó chưa đủ thì mình cung cấp thêm vào thôi, đơn giản là như vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều trong cái lời giải thích này, cái đấy là cũng rất là nhiều bà con mình hỏi về vấn đề đó. Thôi bây giờ kết thúc cái câu chuyện phân bón, bây giờ liên quan đến
Xin anh Thanh nói chung là dành một chút. Từ từ là nghỉ giải lao tí để cắt cho để con chia ra nó may sự cố cái là nó mất cả một cái video đấy. Vâng. Cái này sắp hết pin là còn có 19% này. Đấy, anh thay đi.